Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người hai mẫu combo xe 49 triệu và 57 triệu. Thì ở video này mình sẽ liệt kê các tài sản của từng mẫu combo và so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa hai mẫu combo xe này, và sẽ giải đáp một số các câu hỏi thắc mắc của các anh chị khi mình đang kinh doanh mô hình xe cà phê pha máy này. Đầu tiên nhìn tổng thể, hai mô hình combo xe đều sử dụng chung một dòng xe với kích thước là 1m4 chiều dài. Chiều rộng sẽ là 80cm và tổng thể của chiều cao xe sẽ là 2m15. Và xe đã được phối với hai tông màu đen và vàng, tạo nên một sự nổi bật cuốn hút, nhìn rất là hài hòa. Bên cạnh đó, trên xe đã được thiết kế những trang trí theo phong cách cổ điển. Đây, các kiểu trang trí phong cách cổ điển dập nổi. Khung sườn xe thì sẽ được làm từ những hộp sắt vuông ba, ta cảm giác là rất là cứng cáp nè. Rồi xe sẽ được trang bị thêm một bạt cuốn và một mái vòm giúp mình để có thể che nắng che mưa, bảo vệ tốt tài sản máy móc của mình ở bên trong. Bên cạnh đó thì sẽ được thiết kế thêm hai hộc chứa để giúp mình có thể được đồ nó tiện lợi hơn. Một hộc sẽ ở phía bên trên, mình có thể để được các vật dụng như là ly mang đi, túi cà phê, ống hút. Và ở hộc dưới chúng ta có thể sẽ được nhiều đồ khác. Ngoài ra thì các bánh xe đều được thiết kế có chức năng là khóa bánh, giúp vào mình khi mà mình cố định xe, mình khóa lại bánh xe nó sẽ không có bị di chuyển. Điểm chung ở giữa hai mẫu combo này thì sẽ đều sử dụng chung một dòng máy pha đến từ thương hiệu nổi tiếng của Ý, đó là Karimali 1 Group, với một đơn là Karimali Fatica 1 có công suất lên đến là 300 ly một ngày. Thì khác nhau là ở combo 49 triệu này thì mình sẽ sử dụng là máy 98% đã qua sử dụng. Và đối với combo ở combo 57 triệu này thì mình sẽ sử dụng máy là 100% máy mới. Rồi thì về tính năng hút nước thì máy sẽ có là chế độ hút nước tự động nha. Đây, có vào hút nước tự động. Và bên cạnh đó thì sẽ có thêm một số các chức năng như là vòi lấy nước sôi, vòi xả hơi. Và máy sẽ có một cái nồi hơi lên tới là 4 lít, giúp cho mình có thể vận hành sử dụng và rất là thoải mái. Về máy xay thì hai combo này đều sử dụng chung một dòng máy xay đến từ thương hiệu Lavita, với một đồng là Lavita MX. Thì ở combo 49 triệu này thì dòng máy xay sẽ là máy xay 98% đã qua sử dụng. Rồi với combo 57 triệu thì sẽ là máy xay mới 100%, cũng là Lavita MX luôn. Thì điểm chung đó là với thiết kế đường kính lưỡi dao sẽ là 64mm, giúp mình có thể xay bột nó mịn hơn, nó đều bột hơn. Và ở trên máy xay sẽ tích hợp chức năng tải nhiệt. Đây, khi máy mình xay có hiện tượng nóng máy thì mình sẽ mở chức năng tải nhiệt để giúp máy được duy trì tốt hơn, trong tuổi thọ máy sẽ được ổn định hơn. Rồi và trên máy pha máy xay thì sẽ đều có hệ thống điều khiển tự động. Nhìn chung hai mẫu combo này đều giống nhau về máy pha, máy xay và mẫu xe, nhưng chỉ có khác biệt nhau là ở mẫu combo 49 triệu thì mình sẽ xài máy chỉ là 98% đã qua sử dụng, và với mẫu combo 57 triệu này mình sẽ xài máy mới hoàn toàn 100%. Thì khi mà anh chị mà chọn mua một trong hai mẫu combo này thì mình đều sẽ được tặng kèm theo đó là 60 món quà tặng như là cà phê, ly mang đi, bàn, ghế, dù, thùng đá hoặc là bản khung sách menu, và kèm theo đó là một số vật dụng khác nữa. Đối với những anh chị nào mà có tài chính mình tốt, muốn sử dụng những dòng máy có công suất lớn nè và đến từ những thương hiệu nổi tiếng, thì mình có thể chọn gói combo 57 triệu này. Còn những anh chị nào mà tài chính mình tương đối đi, mà cũng muốn sở hữu cho mình những dòng máy công suất lớn nha, đến từ thương hiệu nổi tiếng á, thì mình có thể cân nhắc lựa chọn gói combo 49 triệu này. Tuy là máy 98% nhưng mà vẫn được bảo hành bảo trì theo hệ thống của Lian Coffee. Bây giờ em sẽ giải đáp một số câu hỏi cũng như thắc mắc của các anh chị khi mà mình kinh doanh đến mô hình xe cà phê pha máy này. Câu hỏi số 1, có thể kinh doanh xe cà phê tại các khu vực nông thôn không? Dạ có nhé anh chị. Mô hình xe cà phê pha máy này thì sẽ phù hợp với khu vực thành phố nè và khu vực nông thôn nè,
vì ở những khu vực nông thôn thì đang phát triển rất là mạnh mẽ. Ở câu hỏi số 2, làm sao để tăng doanh thu từ xe cà phê? Dạ, theo em thì để tăng được doanh thu từ xe cà phê thì mình hãy cung cấp được cái chất lượng và dịch vụ tốt nhất, và mình đa dạng hóa sản phẩm của mình, như là mình có thể thêm một số món nước, các thức uống mới như trà đào, trà vải, nước tông, nước ép hay nước ngọt để tăng doanh thu của cho quán của mình. Và ngoài ra đi kèm theo là mình sẽ có những các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng của mình. Câu hỏi số 3, có thể kinh doanh xe cà phê vào mùa mưa không? Dạ có nhé anh chị, thì mình nên cung cấp thêm một số biện pháp như che mưa để bảo vệ các trang thiết bị của mình. Thì hiện tại ở trên mô hình xe cà phê của Belion thì cũng đã có trang bị thêm một số các trang thiết bị bảo vệ máy móc như là máy vòm nè và bạt cuốn, giúp mình có thể che mưa dễ dàng hơn, che mưa che nắng. Hoặc là anh chị có thể trang bị thêm cho mình những cây dù lực âm lớn để mình có thể che mưa, bảo vệ trang thiết bị máy móc mình một cách hiệu quả nhất. Câu hỏi số 4, có thể hợp tác với các công ty để cung cấp các dịch vụ nước uống và cà phê không? Dạ, theo em nha, là có nha anh chị. Thì mình nên hợp tác với các công ty như là có các công ty văn phòng nè, để mình cung cấp các dịch vụ nước uống đến công ty của họ, và để làm tăng doanh thu cho quán của mình hơn. Vừa rồi em đã giới thiệu và so sánh giữa hai mẫu combo 49 triệu và 57 triệu, và đồng thời giải đáp một số các câu hỏi cũng như các thắc mắc của các anh chị khi mình kinh doanh mô hình xe cà phê pha máy này. Thì anh chị nào mà đang còn một số câu hỏi hay có những thắc mắc nào thì mình hãy comment ở bên dưới để Leon Coffee có thể trả lời cho anh chị một cách nhanh nhất.